Xin được chào các bạn. Các bạn ơi, đây là những đĩa xôi gấc mình vừa mới nấu xong đây các bạn ạ. Nhìn nó đỏ tươi và những hạt xôi nó chín mềm, lại hơi có vị ngọt nữa. Ăn rất là ngon ạ. Xôi gấc là một món ăn quen thuộc của rất nhiều gia đình trong những cái dịp lễ hoặc là Tết. Đặc biệt là những ngày Tết cổ truyền thì đa số nhà nào cũng thường hay nấu những đĩa xôi gấc. Bởi vì là xôi gấc thì nó có màu đỏ, nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn cho gia chủ. Mặt khác nữa thì nó cung cấp rất là nhiều vitamin A cho cơ thể con người. Thì đây là nguyên liệu mình chuẩn bị nhé. Chỗ này mình có 500 g gạo nếp. Mình sẽ cho vào mình ngâm trong 8 tiếng đồng hồ. Với lại mình có một quả gấc. Chỗ này là 1 cân mốt này, 25.000 1 kg. Và mình có một ít muối trắng với lại 60 g đường kính trắng, một hộp nước cốt dừa nhỏ với lại một ít rượu trắng để mình bóp cái cơm gấc. Với lại mình chuẩn bị một ít dầu ăn nhé. Thế bây giờ mình cho vào mình ngâm cái gạo nếp này trong 8 tiếng đồng hồ đã được rồi đây. Bây giờ đấy, những cái hạt gạo này mình bóp thấy nó bục bục ra như thế này có nghĩa là gạo nó đã mềm rồi. Là mình sẽ chuẩn bị mình đi mình đồ xôi. Thì bây giờ mình sẽ phải đi mình vo cái gạo nhá, mình vo cái gạo cho nó hết cái nước chua đi. Rửa đi rửa lại mấy lần đi rồi là mình sẽ cho vào đây là một xíu muối. Cho muối vào rồi thì mình sẽ xóc đều cái gạo này lên và mình để trong 15 phút để cho nó dốc nước hết đi nhá. Thì lát nữa mình đồ cái xôi này nó sẽ không bị nhão. Tiếp đến mình sẽ đi mình bổ đôi quả gấc này ra nhé các bạn. Đấy, cái quả gấc của mình nó chín mềm ra. Và cái ruột của nó bên trong đây này, bao nhiêu hạt là bấy nhiêu cái cơm gấc nó bám vào cái hạt gấc nhé. Đấy, mình sẽ lấy cái thìa mình sẽ vét hết nó ra. 500 g gạo nếp và cho một quả gấc như thế này là hơi bị nhiều gấc đấy ạ. Nó sẽ rất là ngon đấy nhé. Mình đổ vào đây 2 thìa rượu trắng. Riêng cái gấc này thì phải cho rượu trắng thì bóp nó mới ra. Tiếp đến là mình sẽ cho 1 thìa cái dầu ăn. Rượu trắng và dầu ăn mình đổ vào cái gấc này và mình đeo găng tay để mình bóp cho nó bở hết cái cơm gấc ra. Thì lát nữa mình sẽ trộn vào gạo. Đấy, bóp xong cái hạt gấc rồi thì bây giờ mình sẽ đổ toàn bộ cái cơm gấc đấy vào cái gạo này và mình trộn cho nó thật đều. Sở dĩ là cho cái dầu ăn với lại rượu vào cái cơm cơm gấc ấy, là nó sẽ giữ được cái màu sắc. Nó giữ được cái màu sắc. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Mình sẽ trộn đều cái gấc vào cái gạo này. Rồi sau đó thì mình sẽ cho ra một cái vỉ để hấp. Cái này là mình có một cái nồi hấp đấy. Thì mình sẽ đổ toàn bộ cái gạo nếp vào cái sừng hấp này. Và mình đặt lên trên nồi một cái nồi nước và mình đun sôi lên. Khi bắt đầu mà nước sôi thì mình mới cho vào mình hấp nhé. Mình đổ hết gạo vào đây rồi thì mình sẽ dàn nó ra và mình để những cái lỗ trống như thế này để cho nó thoát hơi nước. Và cái nồi nước sôi rồi thì mình sẽ đặt cái vỉ hấp lên đây. Ủa các bạn nhìn thấy chưa? Ủa, nó có màu đẹp quá. Mình sẽ hấp trong 30 phút nhé. Trong 30 phút đấy thì là bây giờ hết được 30 phút rồi thì mình sẽ bắc nó ra. Tất nhiên là nó cũng đã chín mềm rồi đấy nhưng mà chưa được nhuyễn đâu. Thì mình sẽ bắc nó xuống để mình đổ cái nước cốt dừa vào. Đấy khi đây này, đấy miết tay mà nó mềm ra là được. Mình sẽ bắc xuống đây, mình trộn đều nó lên và mình đổ hết cái nước hộp nước cốt dừa vào đây. Bản thân là cái xôi này nhìn màu nó như thế này mình do là mình để cái góc bộ quay thôi chứ còn nhìn bằng mắt thường cái màu của nó đỏ rất là đẹp. Mình sẽ dội cái nước cốt dừa vào đây, mình sẽ chia làm 2 lần.
mình cho nước cốt dừa vào cái xôi gấc này nhá. Thứ nhất là nó mềm cái xôi ra, thứ hai là nó rất là ngậy. Thế mình rộn một lần vào rồi xong thì mình sẽ lấy cái đũa đấy nhá, mình đảo cho nó thật đều lên để cho cái nước cốt dừa nó ngấm vào cái xôi. Sau đó thì mình lại cho tiếp lần thứ hai, rồi mình đảo đi đảo lại cho nó thật là đều vào. Trong quá trình mà trộn ý, thì có những các cái hạt gấc nào thì mình sẽ nhặt hết nó ra để lát nữa mình ăn cái xôi nó mịn ấy, nó không bị gợn gợn vướng cái hạt ấy, nó khó chịu lắm. Trộn nước dừa xong thì mình lại tiếp tục mình cho lên mình hấp trong 15 phút nữa nhé. Đây, cái chỗ này thì là đã được 15 phút rồi. Đây thì mình sẽ bắc xuống, mình đảo cho nó đều, nó tơi ra và mình sẽ cho đường vào đây. Đến cái giai đoạn này nhá, đây này các bạn nhặt cái xôi xong bạn biết đấy, mềm hết ra tay này thì là xôi chín. Xôi chín rồi thì bây giờ mình mới bắt đầu mình cho cái đường kính trắng vào đây, cái chỗ ban nãy 60 gram mình chuẩn bị đấy thì bây giờ mình đổ hết vào đây. Mình sẽ trộn đều hết cái đường này vào cái xôi này để cho nó ngấm đều. Sau đó là mình sẽ cho nên mình đun thêm 5 phút nữa để cho cái đường nó tan hoàn toàn đi. Chứ còn nhiều khi là trộn thế này có khi là có những cái hạt đường nó chưa tan được đâu ạ. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn kiểm tra cái xôi nó thật là chín mềm đã thì mới cho đường nhá, chứ còn nếu mà xôi mà nó chưa chín ấy, cho đường là nó sẽ chân lại và nó không chín được tiếp theo đâu ạ. Cái giai đoạn là cho đường như thế này là mình chỉ đun 5 phút nữa là mình sẽ được ăn thôi ạ. Mình đảo đều hết lên rồi, mình sẽ lại để một cái khoảng trống ở giữa khay như thế này và mình cho nên mình hấp thêm 5 phút nữa. Wow, cái nồi xôi gấc của mình đun được 5 phút đây rồi. Các bạn ơi, nhìn màu nó đẹp quá. Lại thơm nức nữa nha. Giờ thì mình sẽ bắc xuống để mình đơm ra cái đĩa thôi. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó dẻo nhá. À, rất là thơm, vẫn còn đang nóng hôi hổi đây này. Khi ăn thì nó có vị ngọt của đường này, ngậy ngậy của nước dừa này và rất là thơm của gạo nếp nữa. Và mình sẽ đi mình tìm cái khuôn hoặc là đóng ra đĩa. Đây rồi, mình có một cái khuôn gỗ đây rồi. Đấy, cái khuôn để chuyên đóng xôi nhá, mà cái khuôn này thì đóng xôi gấc là đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn mình xoa đều vào cái đáy khuôn này để lát nữa mình lấy xôi ra cho nó không bị dính. Thế xong thì là mình xới cái xôi vào cái khuôn này, xôi nó đang nóng này thì mình xới đến đâu đấy thì là mình nèn nó cho nó mịn mịn vào cái khuôn này này. Xong đó mình đổ ra cái đĩa. Đấy, mình lấy cái thìa mình giặt nó xuống. Mình úp ngược lại mình lấy ra cái đĩa thì là mình dâng lên mình ví dụ như là ngày mùng 1 mình dâng lên mình thắp hương hoặc là Tết thì mình dâng lên mình thắp hương rồi thì là ăn thì trong ngày ăn hết, còn nếu mà hôm sau mà không ăn hết thì các bạn có thể hấp lại lên hoặc là quay lò vi sóng. Nó cũng rất là ngon. Đấy nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Mình chi tiết mình giới thiệu chi tiết từ đầu đến cuối mình nấu xôi gấc nhé. Hoàn toàn đây là bằng gấc nguyên chất luôn 100%. Chứ còn là nhiều cái mùa mà nó không có gấc ấy thì mình sợ là người ta cứ hay cho cái phẩm màu. Còn mình mách các bạn một cái mẹo nhé, khi mà mùa này nó là mùa mùa đông ấy, nó rất là nhiều quả gấc ấy. Các bạn có thể tách nó ra, sau đó là các bạn cho vào cái túi bóng nhỏ để lên ngăn đá. Thế là mình cứ dùng quanh năm, khi nào mình cần nấu đến đâu thì mình bỏ ra ngoài. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau ấy thì nó mềm tơi ra, thì lúc bấy giờ mình nấu xôi gấc nó sẽ rất là ngon.
Đây bây giờ mình úp ngược ra cái đĩa này rồi và mình rút được cái đáy của cái khuôn ra, thế là mình đã được đĩa xôi gấc nhỏ nhỏ xinh xinh như này rồi các bạn ơi. Nó lại còn hoa văn nhá, đấy là còn có hoa văn rất là đẹp nhá. Tất cả các món xôi và đặc biệt là món xôi gấc thì buổi sáng được rất là nhiều người ưa chuộng nhé. Từ công nhân đi làm, học sinh đi học này, các bạn sinh viên cũng thế này. Thì cứ mỗi một buổi sáng chỉ người nào ăn nhiều thì 10.000 xôi hoặc có khi là chỉ 7-8.000 đã được một gói xôi ruốc rồi. Là mình ăn buổi sáng như thế là vừa. Hôm thì xôi gấc, hôm thì xôi xéo, hôm thì xôi lạc rồi xôi nhiều ở trên Hà Nội này thì rất là nhiều cái chỗ người ta bán xôi rất là ngon ạ. Hoặc là các bạn có thể đóng xôi ra đĩa bằng cái cách là mình sẽ múc toàn bộ cái xôi vào cái bát, nó bát to như này, xong mình nền xung quanh để cho nó mịn đấy, nó mịn nó thật là đều. Rồi thì là mình cũng lại úp ngược ra cái đĩa. Cái chỗ này của mình nó còn một ít, nó không được nhiều lắm. Chứ nếu mà được nhiều ý, mình sẽ cho đầy cái bát này, xong là mình úp ra cái đĩa thì nó được cái đĩa xôi rất là đầy đặn và đẹp nữa cơ các bạn Bây giờ đấy mình cũng lại lấy cái thìa mình nền đều xung quanh nó xuống, xong mình úp nó ra cái đĩa này. Bình thường ở các cái chị bán hàng xôi buổi sáng đấy thì đa số là ai cũng có món xôi gấc này. Đặc biệt là cái ngày rằm hoặc là ngày mùng 1 nhá thì mọi người đi mua cái xôi gấc để thắp hương rất là đông ạ. Mỗi một cái đĩa xôi mà đầy hơn như thế này, người ta vun cho nó đầy đặn một chút ấy là hôm trước mình phải mua là 40.000 một đĩa đấy ạ. Đây là những đĩa xôi mình vừa mới nấu xong đây rồi các bạn ơi. Nhìn nó rất là đỏ đẹp và hấp dẫn nhé. Những đĩa xôi này dâng lên thắp hương tổ tiên thì sẽ hy vọng là mang lại những cái điều rất là may mắn cho mọi người trong gia đình. Các bạn hãy chịu khó nấu xôi gấc cho gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công với món xôi gấc theo như công thức của mình như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất trên kênh của mình nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.